Xin chào quý vị khán giả, với đội ngũ chuyên nghiệp, bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua, mang lại cho quý vị những thông tin mới nhất, hữu ích nhất. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin lũ lụt ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Yamatan vỡ, nguyên nhân một phần do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên con sông Trường Giang vào những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này, khi ngày hôm qua, một cơn bão đã tàn phá khu vực này với trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa cả năm đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa, nước dần biến thành lũ lớn khi cơn bão tràn qua các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa đã tràn ở cửa số 3 và số 7, khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có một người dân gào lên rằng, trời sập đến nơi rồi, một thảm họa đó đã gây ra sóng khổng lồ, trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5m, lao với vận tốc khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến 300.000 người thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Trang Xin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp, cũng đã bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập Yamatan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lũ lụt trong vòng 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng. Trong các dự án xây dựng, đập Tam Hiệp luôn muốn có kết quả tức thời. Câu chuyện không được biết đến một trong những khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc. Một công đoạn thứ tư và sau đó được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập. Thật ra là vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết, trong nhiều năm hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ, tan thành trong một cơn bão, dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bản Kiều, giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác xảy ra. Theo David Paulo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo, ngoài vi phạm lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cùng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 50 đến năm 1980. Theo báo cáo của Zibay, nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm và đây chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện đang rất đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra. Nguy cơ vỡ đập liên hoàn, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Guilo cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn Radio France,
International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Quang Vilo đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Quang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Quang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Quang Vilo cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có cách đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành. Mưa lũ và sạt lở khu vực đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ USD. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng về nguy cơ vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7 năm 2023, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Jia Jiazhu thừa nhận mực nước trên ít nhất là 148 con sông Trung Quốc đã dâng lên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng năng lực kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có ở giới hạn. Chuyên gia Quilo cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo Toàn cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Quilo. Trong bài báo xuất bản hôm vừa qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa đập Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 mét khối trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào 26.000 mét khối trên giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như là biến dạng và báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đập có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn con sông Dương Tử ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành hoàn toàn vào tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 32 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500MW với sản lượng điện năng 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của đập Tam Hiệp khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây, Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân của Trung Quốc và thế giới phải khiếp sợ khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời, bỗng nhiên rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái như này báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc, của đất nước này. Gần đây, một số nơi xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, cá đột nhiên nhảy lên mặt đất, trong khi đó nước là nơi giúp cho cá sống hàng ngày. Tuy nhiên, dường như dưới mặt nước có một thứ quái lạ, đáng sợ gì hay chăng mà cá lại nhảy lên bờ như vậy? Cụ người xưa truyền tai nhau kể lại rằng đây chính là dấu hiệu của một trận động đất kinh thiên động địa sắp xảy ra tại Trung Quốc. Theo các thông tin trên mạng xã hội, các chuyên gia nói rằng đây có thể là sóng siêu âm. Sóng này được truyền từ mặt đất. Nghe sóng siêu âm nên các loài cá này cảm thấy sợ hãi khi ở dưới mặt nước. Có thể là một trận động đất lớn sắp xảy ra. Trong quá khứ cũng đã từng ghi nhận hiện tượng cá nhảy lên mặt đất. Và rồi vài tháng sau, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia, kèm theo đó là sóng thần và núi lửa. Nên những lời các cụ kể lại là có căn cứ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng và đe dọa đến đập Tam Hiệp hay không? Chưa có chuyên gia nào chứng minh về điều này.
Thế nhưng những loài cá sống dưới mặt nước nhưng nó lại nhảy lên giống như các cụ ngày xưa nói. Nó có thể cảm nhận và biết trước được sự việc sắp xảy ra. Theo như phóng viên của chúng tôi đã thu thập được một đoạn video cho thấy, những con cá này nhảy lên mặt đất, hàng ngàn con xuất hiện ở nhiều khu vực như Cát Lâm, khu Du Lam, khu danh lam thắng cảnh Linh Hồ, Thái Châu, Tuyết Giang. Toàn bộ cảnh tượng cho thấy cá nhảy ở hồ sông nước như đang sôi. Nhiều người dân nói rằng họ hiếm khi thấy cảnh tượng này xuất hiện ở Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc phải hứng chịu những đợt động đất, một trong những diễn biến có liên quan. Vừa qua, một số lượng lớn rơi được phát hiện trên bầu trời Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên cộng đồng. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến cho người dân địa phương hoang mang lo lắng. Không biết có phải sắp tới có một điều kỳ lạ sắp xảy ra hay là một trận động đất theo kinh nghiệm dân gian của người Hoa. Các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này, rơi xuất hiện theo đàn và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác xảy ra. Người dùng mạng đăng tải trên mạng rằng thường là biểu tượng của đêm đen và điểm gở. Chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn quá nhiều do thức ăn hoặc có thể xảy ra động đất, sóng thần hoặc một số thảm họa khác vì chúng có thể cảm nhận được sóng siêu âm. Một cư dân mạng có tài khoản Baidu Now viết rằng nơi có thể cảm nhận được sóng siêu âm là 1.500 đến 50.000 Hz. Hệ thống định vị siêu âm nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà nó còn có khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong quá trình bị nhiễu. Do đó, rơi sẽ di cư trước động đất. Điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng. Thưa quý vị, mưa lớn ở Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục mưa lớn nhất trên thế giới, vượt mức báo động xảy ra trên 10 con sông của 9 tỉnh, trong đó có 12 trạm tại 15 con sông Quảng Tây. Nhà cửa, mùa màng của người dân bị phá hủy nặng nề. Nhiều làng, xã, thị trấn, thành phố, các tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn. Các quan chức đã thông báo rằng Quảng Tây có 191 người tử vong. Tuy nhiên, dân lại nói rằng chính quyền đang che giấu sự thật về số người chết. Họ đã biết số lượng người chết có thể lên tới hàng ngàn người. Như những bản tin chúng tôi đã đưa vào ngày trước đó, hiện tượng mưa bão ở Trung Quốc đến nay trải qua nhiều thiên tai, bão lũ, sóng thần, động đất. Và gần đây nhất là Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên, khiến cho người dân đại lục lo sợ và một số người giàu có điều kiện đã tìm mọi cách để vượt biên sang nước khác. Vì họ tin rằng ngày hủy diệt của Trung Quốc sắp đến. Thật là một điều gì đó tồi tệ nếu như thiên tai thảm họa dị thường này xuất hiện và cảnh báo người dân Trung Quốc cũng giống như giới lãnh đạo của đất nước này, đặc biệt người đứng đầu đó là ông Tập Cận Bình. Nếu như những dị tượng này xuất hiện mà họ vẫn xem như là những hiện tượng tự nhiên và không thèm để ý thì đó được xem như là một trong những tai họa thảm khốc nhất đối với người dân Trung Quốc. Vì chúng ta cũng biết rằng sống trên đời thì phải có lương tâm, mà một khi lương tâm đã bị cắn rứt thì coi như sống trên một cái xác mà không có linh hồn, điều đó bị hủy diệt cũng xứng đáng mà thôi. Thông tin trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và bấm đăng ký kênh để nhận được thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bản tin 24 giờ đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.